Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 2 của câu chuyện Bức tranh vô giá trong quyển 6 của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Ở chương bức nào cũng như vẽ vậy ấy cậu nhỉ? Dệt 6 triệu yên đấy. Cậu mau trả tiền đi. Dạ, cháu chỉ có 1.098 yên thôi. Có đủ không ạ? Được được mà. Ôi cứ như một giấc mơ vậy. Này hai cậu, tiền đồ chơi à? Sao lại là tiền đồ chơi? Cháu vừa mới xin của mẹ mà. Khoan đã, có lẽ ngân hàng phát hành tờ tiền 1.000 yên sau năm chiêu hòa thứ 25. Chúng mày định lừa tao hả? Dạ, không phải thế đâu ạ. Tạm biệt bác. Ý tưởng của bọn mình hay thế, vậy mà không thể chịu thua được. Giá như chỗ này là tiền cỏ thì hay biết mấy. Đúng rồi, Sumio siêu tập tiền cỏ đấy. Bảo nó đổi cho. Hả, cậu muốn xem bộ siêu tập mà tớ rất tự hào á? Phải gian khó lắm tớ mới siêu tầm được bằng này đấy. Tội tớ chẳng quan tâm tới chuyện đó. Chọn thứ mình cần mau đi mèo ú. Ê, các cậu định làm gì thế? Loại tiền lưu hành trước năm chiêu hòa thứ 24 chỉ có từng này thôi, tổng cộng chưa được 800 yên. Nhưng thôi, để kiếm được 6 triệu yên, tớ đành đổi 1.000 yên lấy chỗ này vậy. Ê, đừng có nói vớ vẩn, số tiền cổ ấy trị giá mấy ngàn yên cơ đấy. Đắt vậy á? Muốn mua thì phải trả cho tớ đúng tỷ giá bây giờ. Vậy mình phải trả đủ mua. Vậy là mình chỉ đủ tiền mua 300 yên tiền cũ. Tiền càng ngày càng mất giá. Đại danh họa Kakira ơi, tụi cháu tới mua tranh đây ạ. Thầy đi ra ngoài rồi. Nếu các cậu đến thu tiền thì thầy không trả được đâu. Ông anh là bố à? Không, anh Nobi phải không ạ? Đúng rồi sao? Trông dễ thương quá nhỉ. Vẫn là con nít mà. Bọn này lạ thật đấy. Anh Nobi cũng vẽ tranh ạ. Ước mơ của tôi là trở thành họa sĩ. Không được đâu anh ơi. Sau này anh chỉ là một nhân viên làm công ăn lương thôi. Điều đó thì tụi em biết rõ. Chúng mày là ai hả? Biến khỏi đây mau. Nhưng anh đã hứa sẽ bán tranh cho tụi em rồi mà. Muốn mua tranh thì lựa mau rồi cút. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.